Giám xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Rất hân hạnh lại gặp lại quý vị và các bạn trong một video tiếp theo về Đà Lạt. Em đang đứng ngay xã Xuân Thọ, nằm ở phía đông của thành phố Đà Lạt, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 11 km. Ngay bên mé trái của em thì có một cây man đào. Hầu như là tháng giêng nào cũng nở bông đều rất là đẹp. Hướng đi thẳng thì chúng ta sẽ men theo tỉnh lộ 20, ngày nay thì từ Đà Lạt đi thị trấn Đờ Rang, huyện Đơn Dương. Cũng như là chúng ta sẽ đi về thôn Đa Lộc, xã Xuân Thọ. Đây cũng là một khu vực đang được xây dựng mô hình thí điểm về làng đô thị xanh. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Đà Lạt hôm nay là ngày 1 tây tháng 11 năm 2022. Và như vậy là chúng ta đã bước sang tháng 11 của năm 2022 rồi. Và hôm nay cũng là ngày đầu tiên ở Đà Lạt bắt đầu sự kiện tổ chức Festival Hoa lần thứ 9. Buổi sáng hôm nay thời tiết khá là trong lành và mát mẻ. Em đưa cô bác anh chị và các bạn đi về xã Xuân Thọ. Chúng ta sẽ đi về một trong những danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Đà Lạt, đó là Thác Hang Cọp. Không biết ngày nay Thác Hang Cọp như thế nào, em cũng muốn mời cô bác anh chị và các bạn cùng với em chúng ta sẽ về thăm Thác Hang Cọp. Xã Xuân Thọ thì có diện tích là 43,32 km², phần lớn ở đây là đất lâm nghiệp thuộc đất rừng. Xã Xuân Thọ là một xã nằm giữa Xuân Trường và ở giữa khu vực thành phố Đà Lạt. Đa số người dân ở đây quanh khu vực này chủ yếu là người miền Trung vào sinh sống và lập nghiệp từ rất là sớm vào những năm 1940. Sẵn đi ngang qua, em sẽ ghé qua chợ Xuân Thọ một chút xíu để cập nhật tình hình cuộc sống của bà con mình buôn bán ở đây. Quý vị và các bạn có thể thấy là ở đây bà con mình bán các mặt hàng trái cây ở phía ngoài này. Đây là một khu vực chợ huyện, chợ xã nhỏ thôi, buôn bán các mặt hàng quần áo, rồi các mặt hàng nhu yếu phẩm cần thiết để phục vụ cho bà con người dân lao động. Chạy dọc theo tuyến đường từ Xuân Thọ về Cầu Đất, phong cảnh ở đây khá là đẹp. Đặc biệt đứng ở đây, quý vị và các bạn có thể nhìn thấy một thung lũng rộng lớn. Phía dưới thì bà con mình làm vườn, những khu đất sản xuất nông nghiệp. Cuộc sống ở đây nó khá là êm đềm, ngày qua ngày trôi qua êm đềm, rất là nhẹ nhàng, không có phải bon chen, không có phải suy nghĩ nhiều. Sáng thì đi làm vườn, hòa mình với thiên nhiên, tối về ngã lưng ra thì ngủ rất là ngon. Có lẽ cuộc sống của bà con nơi đây vốn dĩ đã quá quen thuộc như vậy rồi. Và ở xa xa, quý vị và các bạn có thể thấy là những chiếc quạt gió khổng lồ nơi đồi chè Cầu Đất. Chùa Linh Phước thì nằm ở phía trên, còn đi xuống thì chúng ta sẽ xuống đến đồi chè Cầu Đất. Khi mà đến nhà thờ Đa Lộc, nhìn về bên phía tay trái của em thì có một con đường đất đi vào. Thác Hang Cọp tọa lạc ngay ấp Tý Sơn, xã Xuân Thọ của thành phố Đà Lạt và cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 15 km. Ngay đầu đường thì có một quán tạp hóa nho nhỏ. Chúng ta sẽ đi thẳng vào bên trong, sau đó rồi rẽ bên tay trái, đi men qua bìa rừng. Ở đây có những cái vườn rau xanh của bà con này, chủ yếu là bà con ở đây vẫn phát triển nông nghiệp. Em sẽ quay lại một số vườn rau của bà con mình gửi đến quý vị và các bạn. Cũng có một số cô chú anh chị và các bạn cũng có hỏi em về những khu vườn rau, quay lại những khu vườn rau của bà con người dân. Đây là một giống rau ở Đà Lạt khá là nổi tiếng, đây là giống lơ xanh. Trước đó thì còn có giống lơ trắng nữa, nhưng mà ngày nay lơ xanh thì cho năng suất nhiều hơn.
Còn đây là một giống đậu cũng khá là cho ra kinh tế, đây là cây đậu Hà Lan. Cây này thì cũng có rất là nhiều chất dinh dưỡng và người ta bán cũng khá là mắc ngoài thị trường. Đậu Hà Lan thì được chế biến rất là nhiều món ăn ngon. Loại cây này thì được trồng theo vụ mùa, nơi mà có khí hậu mát mẻ như ở Đà Lạt thì rất là thích hợp cho giống cây trồng này. Và cây này cũng có giá trị kinh tế cao, ở ngoài thị trường thì em thấy ở ngoài chợ bán giá dao động từ 80.000 cho đến 100.000 một ký, và cũng tùy theo thời điểm nữa. Đặc biệt là chờ đến Tết thì các loại đậu như thế này có giá tăng rất cao. Đi qua những căn nhà lụp xụp của bà con người dân mình sinh sống, có lẽ bây giờ bà con mình đã đi làm hết cả rồi, ở ngoài đường nó cũng trống vắng. Để đi xuống thác Hang Cọp thì phải chạy qua một con đường khá là khó đi, gồ ghề. Tuy nhiên xe bán tải hoặc là xe cầm cao, xe 16 chỗ thì cũng có thể vào đây vô tư. Ở khu vực này bà con mình làm vườn rất là nhiều luôn á. Lâu lâu có những cô bác anh chị và các bạn đi làm về ngang qua đây. Và đặc biệt là con đường này nó sẽ đưa chúng ta đi về sông La Bá, nơi mà có hai cây cầu nổi tiếng, đó là cầu La Bá 1 và cầu La Bá 2. Tuy nhiên thì đoạn đường đi vào cầu La Bá còn khá là xa và hiểm trở. Chúng ta sẽ đi ngang qua thác Hang Cọp, men theo những con đường mòn của bà con nông dân. Đứng từ trên cao nhìn xuống, đó là khu vực nhà lồng của bà con người dân. Buổi tối thì có lẽ ở nơi đây cũng không ai dám đi ngang qua đây, bởi vì khá là vắng, đèn đường thì không có. Và chúng ta sẽ đến khu du lịch thác Hang Cọp. Khu du lịch thác Hang Cọp thì nằm ẩn mình xung quanh rừng thông, khá là treo leo và hiểm trở. Bây giờ em đang đứng ngay khu vực cổng chào của một khu du lịch cũ, đó là khu du lịch thác Hang Cọp. Ngày nay người ta cũng đang quy hoạch lại và tái tạo, sửa chữa và sẽ không cho mình vào tham quan. Nhưng mà nếu mà quý vị và các bạn vào đây muốn xuống thác tham quan thì chúng ta sẽ để xe máy ở phía trên và chúng ta sẽ đi xuống. Em đoán ở đây trước đây là chỗ thu vé. Bây giờ thì trông nó cũng khá là xuống cấp rồi. Và chúng ta sẽ đi đến khoảng 200m nữa thì sẽ đến thác Hang Cọp. Khi mà đi qua cổng chào thì chặng đường ở đây khá là đẹp, đẹp hơn lúc nãy, bởi vì có trải nhựa nè. Con đường mòn là quanh co, xung quanh là đồi thông. Em nhớ cách đây khoảng mười mấy năm trước, vào tháng 10, ở đây khá là nhiều sâu róm luôn á. Thậm chí là sâu róm ăn sạch những cái cây ở ven đường. Cũng lâu lắm rồi em cũng không có vào đây tham quan. Khi ấy là đi vào tham quan theo tour, theo đoàn, được lớp tổ chức đi tham quan picnic. Đó là một kỷ niệm khi mà còn đi học. Và đi hết một đoạn nữa thôi thì chúng ta sẽ trải qua một cung đường khá là xấu nữa, sau đó rồi mới đến được đỉnh ngọn thác.
Mùa này thì nước vẫn có đều, nước từ các con suối thượng nguồn sẽ đổ về thác Hang Cọp, sau đó đổ về sông La Bá. Và ở ngay khu vực này thì người ta đã ngừng cho tham quan rồi. Em nghe nói người ta cũng đang quy hoạch lại, không biết sắp tới có còn hoạt động hay không. Sẽ đưa cô bác anh chị và các bạn vào tham quan chiêm ngưỡng ngọn thác. Nơi này thì cũng có độ cao khá là treo leo. Đối với ngọn thác thì có chiều cao 50m và nó sẽ chảy dọc theo các con suối hơn 100m. Mùa này thì lượng nước từ các con suối đổ về cũng khá là đều. Vào những năm thập niên 90, đây là một trong những địa điểm tham quan rất là hấp dẫn, đặc biệt là của nhiều tour du lịch. Bởi vì đây nằm sâu bên trong một cánh rừng, một cánh rừng thông bạt ngàn lên đến 300 hecta. Trước đây đây là một địa điểm dã ngoại hết sức là lý tưởng, có những cây cầu treo đi xuyên qua cánh rừng cũng rất là mạo hiểm, nhưng mà ngày nay thì cũng hoang phế. Đối với mùa mưa thì nước lũ dâng khá là nhanh và đột ngột. Quý vị và các bạn có thể thấy từ các con suối nước có thể đổ dồn về đây khá là nhanh. Nghe tiếng thác nước ở đây thì đổ rất là mạnh rồi. Và chính vì vậy mùa lũ thì người ta cũng sẽ cảnh báo mình, không có cho phép mình đi xuống dưới bởi vì rất là nguy hiểm. Với khung cảnh thiên nhiên ở đây thì nó hết sức là cuốn hút và quyến rũ. Đặc biệt có một vẻ đẹp gì đó hoang sơ và hoang dại. Đi qua những con đường mòn bên kia, đó là rừng thông. Phía trước thì có những buôn làng của người đồng bào dân tộc thiểu số, nơi mà có những khu rẫy cà phê. Ở đây quý vị có thể thấy là một căn nhà chòi khá là đẹp và bình yên, nằm ở trên một mỏm đá treo leo. Phía dưới đó là ngọn thác. Em cũng thấy khá là thích thú với vẻ đẹp thiên nhiên ở đây, vừa vắng vẻ vừa quyến rũ, lại còn hoang sơ. Có một cái cây nấm ở đây được làm bằng bê tông nè, trông cũng khá là mới. Căn nhà gỗ nho nhỏ ẩn mình phía dưới những tán thông rất là đẹp, phóng tầm mắt ra thì một thác nước hùng vĩ. Thực sự căn chòi này đây là khu vực nhà vệ sinh. Cảnh buổi sáng hôm nay nó cũng khá là đẹp và yên bình, em tranh thủ đưa quý vị và các bạn đi. Bây giờ chỉ mới hơn 8 giờ sáng một chút. Khi mà thời tiết ở Đà Lạt đến trưa thì nắng rất là khó chịu. Quý vị và các bạn có thể thấy những cái mỏm đá ở đây khá là trơn. Và cây cầu thang ở đây thì nó cũng đã bị gãy luôn những cái bậc cầu thang đi xuống rồi. Và em sẽ leo qua một cái hàng rào để đến với ngọn thác. Ở đây khá là trơn, quý vị và các bạn lưu ý khi mà xuống đây á, thì đối với những chiếc dép trơn thì có thể là chúng ta sẽ bỏ dép ra. Em sẽ tiếp cận ngọn thác và đứng ở đây thì tiếng thác nước đổ ầm ầm khá là mạnh luôn rồi. Khu vực thác thì nằm ẩn mình bên sâu bên trong, xung quanh là những cái cây cổ thụ, thành thử ra là nó cũng khó tiếp cận được. Bây giờ thì em xin gửi đến quý vị và các bạn một số hình ảnh đẹp về thác Hang Cọp ở trên cao.
Theo truyền thuyết kể lại rằng, ngày xưa ở khu vực thác Hang Cọp, trước đây có một con hổ khá là lớn và hung dữ, và nó ẩn mình bên trong một hang động, một cái hang cũng khá là sâu, được thông với hai đầu. Con hổ này rất là hung dữ, hay quấy nhiễu dân làng trong khu vực, không một ai dám vào rừng tìm thức ăn hay là săn bắn, đặc biệt là đi khỏi nhà vào ban đêm. Trong buôn làng khi ấy có một dũng sĩ người Chiêu thuộc nhánh dân tộc Cờ Ho đã dũng cảm vào rừng và tiêu diệt con hổ để mà trừ hại cho người dân. Sau nhiều ngày săn đuổi thì chàng trai đã bắn một mũi tên trúng vào con hổ. Con hổ bị thương và gầm rú chạy thẳng một mạch vào rừng. Khi ấy thì không thấy xuất hiện nữa. Ngày nay, để tưởng nhớ công ơn của người dũng sĩ người Chiêu, ngay tại vị trí khu du lịch thác Hang Cọp đã cho xây dựng một bức tượng dũng sĩ đang giơ một cây rìu. Đó là một biểu tượng cho ý chí kiên cường của một vị anh hùng. Bây giờ thì em sẽ đưa cô bác anh chị và các bạn đi xuống thăm khu vực thác Hang Cọp. Chúng ta sẽ mạo hiểm đi xuống những cái bậc đá treo leo ở đây. Ngay khúc dưới này á, có một con suối chảy qua và thác nước đổ rất là mạnh. Quý vị và các bạn có thể thấy là ở đây người ta xây dựng một số bức tượng hình con hổ. Con hổ này nhìn trong mặt cũng khá là hiền, không có vẻ đáng sợ gì. Xung quanh thì cũng khá là nhiều rác, bởi vì rác đổ từ trên núi, nơi mà có các con suối chảy về. Đặc biệt là bà con mình làm vườn khá là nhiều á, thành thử ra là cũng có một số cái chai lọ. Vào đây khá là mát luôn á, bởi vì có những cái giọt nước ở trên này khá là ẩm ướt, có lẽ ở trên có mạch nước ngầm. Hang Cọp thì nó thông với nhau. Ở đây khá là nhiều lá khô luôn á. Đà Lạt mấy bữa nay không có mưa, sắp sửa đến mùa khô rồi. Thành thử là các con sông, con suối, một số nơi nước khá là cạn. Tại đây do nước bào mòn này, trông khá là đẹp. Cây cầu treo ở đây, quý vị và các bạn có thể thấy là nó không còn gì nữa, chỉ còn một số sợi dây bắc ngang qua, khá là treo leo cũng như là nguy hiểm. Cây cầu bắc ngang qua đỉnh ngọn tháp như thế này chắc chắn là sẽ có rất là ít người can đảm mới dám bước qua khi mà băng qua cây cầu treo.
Nước như thế này thì vẫn còn ít quý vị. Khi mà đến mùa mưa, mùa lũ vào những tháng hè thì chúng ta không nên đến những vị trí thác nước như thế này, bởi vì nó khá là nguy hiểm. Bây giờ thì em sẽ di chuyển lên trên để đưa quý vị và các bạn đi xem miệng hang. Miệng hang Gọp ở đây có những chiếc lá rụng khá là nhiều luôn nè. Và hang cũng khá là sâu, tầm khoảng 4 đến 5 mét gì đó. Lỗ này cũng bị cây cỏ che phủ khá là nhiều. Còn đây là miệng hang Gọp. Năm xưa nơi đây từng là nơi ẩn náu của một con hổ khá là dữ dằn. Khu này thì người ta cũng cảnh báo mình rất là nhiều khi mà nước lũ đổ về đột ngột. Khi mà du khách xuống tham quan và nước lũ đổ về đột ngột thì cũng không kịp lên bờ, như vậy thì cũng rất là nguy hiểm. Nhưng mà mình đi lên trên được ở đây thì nó cũng khá là yên tâm hơn rồi. Hy vọng là thông qua video clip này, cô bác anh chị và các bạn có những giây phút giải trí thư giãn khi xem video. Cũng theo yêu cầu của một số cô chú anh chị và các bạn cũng có yêu cầu về thác hang Cọp. Thì bây giờ thì em mới có dịp đưa quý vị và các bạn đi tham quan, đi về thăm thác hang Cọp. Và đến vị trí này thì em cũng xin kết thúc video tại đây, tạm nói lời chia tay đến quý vị và các bạn. Em xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều đã dành thời gian và quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì em xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Cuộc Sống Đà Lạt.